Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe AB125 này, Vision này, Vao. Thì đồng hành giới thiệu mà trong nay thì có Luyến hỗ trợ giới thiệu, mời Luyến ạ. Hello cả nhà nha. Hôm nay Luyến sẽ lên cho cả nhà review giá xe mới nhất của dòng AB125 và dòng Honda Vision nha. Cả nhà mình đang quan tâm cũng như đã có nhu cầu mua về hai dòng này trong thời điểm tháng 4, tháng 5 này thì đặt lịch liền ngay cho Luyến để nhận ngay một combo 5 triệu đồng nha. Bao gồm là 2 triệu đồng xe đi lại kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Thì Luyến thấy là sắp tới các dịp lễ là 30 tháng 4, 1 tháng 5 này rồi thì cái nhu cầu phương tiện đi lại để về quê này, cái lễ cho Tết cũng rất là cao luôn. Mà tài chính thì chỉ cần 4 triệu đồng thì liên hệ liền cho Luyến nha để sở hữu có về không chỉ riêng về hai dòng xe này mà dòng Tacon có Edwinner này, Sonic Sachi Rider, Vario rất là nhiều dòng luôn, bên Luyến có hỗ trợ nha, trả góp trả trước 4 triệu đồng vào sở hữu xe rồi nha. Liên hệ liền ngay qua hotline của Luyến dưới màn hình để được hỗ trợ 2 triệu đồng xe lại nữa nhé. Thì dòng AB trước thì hôm nay có lên cho cả nhà về một vài mẫu sơn 3D nha. Màu gì thì như cả nhà cũng đã biết là gồm có các màu là màu xanh bóng này, màu đỏ bóng và màu đen nhám là ba màu zin. Còn về màu sơn thì hôm nay lên cho cả nhà về màu xanh nhám này. Xanh này xanh xanh tem vàng nha. Màu này là lấy cụm cảm hứng từ phiên bản đặc biệt đó cả nhà. Đúng rồi. Rồi màu tím iPhone 14 này hoặc là màu xám xi măng này. Thì riêng cái màu zin này nó nằm ngoài kia này mọi người, mới về một lô cũng khá là nhiều luôn. Thì hiện tại mức giá AB nhiêu ta? Mức giá hiện tại thì bên đang hỗ trợ cho khách hàng là 41.900 đối màu zin và 43.900 đối phiên bản sơn độ. Liên hệ trước giảm 2 triệu nha, trả trước 4 triệu đồng là sở hữu xe. Ví dụ như mình có người thân, bạn bè muốn mua xe thì giới thiệu đến cửa hàng Luyến có gửi ngay từ 1 đến 1 triệu rưỡi tiền hoa hồng rồi nhé. Ok, Vision em. Vision thì cập nhật giá sơ sơ qua cho cả nhà nha. Tại còn muốn biết chi tiết cụ thể hơn thì có thể nhắn tin riêng qua số Zalo cho Luyến để Luyến cập nhật cụ thể chi tiết cho cả nhà mình nhé. Mức giá hiện tại thì Vision có phải phiên bản sơn và zin đủ màu nha, đủ phiên bản luôn. Mức giá đang dao động cho cả nhà chỉ có 31.900 với phiên bản tiêu chuẩn, chỉ có thường và 33.900 với phiên bản cao cấp có Smart Key ha. Còn có cả phiên bản cổ điển này, phiên bản thể thao đủ màu sắc đặc biệt cho cả nhà mình lựa chọn nha. Cả nhà mình quan tâm thì có thể nhắn tin riêng qua số Zalo cho em Luyến để Luyến báo giá chi tiết lên cho cả nhà mình nhé. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip đó. Xin chào.